Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A. Và chiếc xe này là chiếc xe sedan, đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 ạ. Chiếc xe này thì hôm qua chúng tôi cũng vừa mới mua về, cái là tôi đã rửa đi và tôi live stream trực tiếp cho quý vị và các bạn xem luôn về chiếc xe này rồi. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, video live stream trực tiếp thì nó không được rõ, không được sắc nét lắm đâu, vì nó ảnh hưởng bởi đường truyền, ảnh hưởng bởi 4G, cho nên là tôi vẫn phải làm lại một cái video chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Thưa với quý vị và các bạn, ở chiếc xe Hyundai Grand i10 thì nó có rất là nhiều bản. Thứ nhất là Grand i10 hatchback này, Grand i10 sedan này. Trong hatchback và sedan thì nếu đều có bản số sàn và số tự động, và đều có bản 1.0 và 1.2. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe này ở cái phiên bản 1.2 số sàn. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, đăng ký năm 2018 đấy ạ. Và chiếc xe này là còn nguyên bản hết ạ. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn này, chi tiết từng bộ phận một đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về trong buổi chiều ngày hôm qua, và tôi cũng đã để nguyên và quay chụp đăng lên bán luôn ạ. Những cái xước sát nhỏ nó có thể cho phép thì chúng tôi sẽ để lại ạ. Đây, quý vị và bạn nhìn rõ, nhìn sát vào thì mới thấy được là nó cũng có một vài điểm xước sát nhẹ thôi ạ, xước dăm ở trên vỏ xe thôi. Những chiếc xe ô tô cũ mà chạy ở Hà Nội này thì không tránh khỏi được cái sự xước sát đâu, thưa với quý vị và bạn ạ. Nhưng mà do xước sát nhỏ nhẹ cho nên tôi để yên. Đây, thưa với quý vị và bạn, đây là cái phần sườn về bên phụ đây ạ. Sườn bên phụ thì cũng không xước sát nhiều lắm đâu, cũng chỉ xước dăm nhẹ thôi ạ, xước dăm nhẹ ở những cái ba đờ sốc trước và ba đờ sốc sau. Cụm đèn pha, đèn hậu, đèn pha đây ạ, rất là mới, rất là sáng. Đây, đây là cái cụm đèn pha của chiếc xe. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, chủ xe cũng đã lên bộ lốp Michelin. Đây là cái bộ lốp Michelin mà chủ xe đã thay lên, đi cho nó êm hơn ạ, lốp này rất là xịn. Gần như nhiều xe mua về thay luôn lên Michelin đi cho nó êm ạ. Và cái phần đây là cái phần ốp nhựa nhá, ốp nhựa, ốp la răng, nó chỉ là cái phần ốp trang trí thôi quý vị các bạn ạ. Nó bóc sơn ra, chẳng qua là đây là cái lớp sơn mà sơn lên cái phần nhựa, cho nên là cái độ bám dính của nó không tốt, cho nên là khi mà rửa xe ấy, nó cũng sẽ bị bong cái lớp sơn này ra. Đây, tôi với quý vị và các bạn, cái này thì cũng đơn giản thôi, hình như là có 150.000 gì đó một chiếc nếu như mình thay cả bốn này. Chiếc này thì hết khoảng độ 600.000 bốn chiếc, còn nếu không thì chúng ta có thể tháo đi, chúng ta sơn. Tôi cũng mới mua về chưa kịp sơn những cái này đây ạ. Đấy, thưa với quý bạn, tôi để nguyên cho nó nguyên bản ạ. Mua như thế nào thì tôi cũng để nguyên như thế vậy ạ. Và những cái vết xước sát nhỏ nhẹ như thế này đây ạ thì có thể chỉ cần đánh bóng là nó cũng hết đấy ạ. Chỉ cần đánh bóng những cái vết này thì nó cũng hết luôn. Và cái phần tay nắm cửa thì chủ xe cũng đã ốp thêm cái ốp chrome này rồi. Đây, thưa với quý vị và bạn đấy, cả bốn cánh cửa đều có ốp chrome mà chủ xe cũng đã ốp lên rồi. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản Grand i10 1.2 số sàn đây ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm cái màn hình Android giải trí thông tin đa phương tiện. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn, và đã có camera lùi rồi. Camera lùi và đầu Android lùi, đầu Android giải trí đa phương tiện rất mới, rất nét ạ. Đây là cái cụm đèn hậu của xe đây ạ. Cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp, rất là bóng bẩy ạ. Chưa có cong vênh nứt vỡ hay là va chạm gì cả đâu. Chiếc xe này thì tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản ạ, và còn rất là đẹp đây ạ. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên tai. Đây là cái phần xi nhan, phần ba đờ sốc trước của xe đây ạ, rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, nên nó còn nguyên bản ạ. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái khoang nội thất để xem về cái phần nội thất chiếc xe này. Sau 2 năm sử dụng, chính xác là mới có 1 năm rưỡi sử dụng thôi, từ năm
2018 đến nay, cuối năm 2018 đến nay thì mới là gọi là 2 năm sử dụng rồi. Và chiếc xe này nó còn đẹp hay không thì đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị các bạn xem về cái phần keo chỉ đã. Keo chỉ thì chiếc xe này tôi cũng cam kết, thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, không va chạm gì cả luôn. Keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ, không mất một phân keo chỉ nào cả. Và cái táp bi cửa thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, nó còn rất là đẹp, từ cái ốc bản lề này nguyên bản hết, táp bi cũng còn nguyên bản hết ạ. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính đây ạ, rất là mới, rất là đẹp luôn. Phần nội thất đây ạ, rất là mới. Mặc dù chiếc xe này thì nhá, tôi cam kết với quý vị và các bạn là chúng tôi mua về là chúng tôi còn chưa dọn dẹp gì cả, vì là cái xe này chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Chúng tôi sẽ tiết kiệm chi phí mua như thế nào, về để nguyên như thế này là chúng tôi bán ạ. Chỉ có rửa đi thôi ạ. Hôm qua là tôi vừa mới rửa xong là tôi phát trực tiếp rồi. Hôm qua tôi mua về nó rất là muộn, phát trực tiếp xong rồi nó rất là tối rồi, không quay được video. Hôm nay tôi mới quay được video đây ạ, thưa với quý vị và các bạn ạ. Vô lăng còn nguyên bản đây ạ. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn có thể xem cái vô lăng này, quý vị và các bạn cũng biết rồi nhá. Chạy nhiều hay chạy ít đây. Vô lăng cần số đây ạ, còn nguyên bản hết đấy ạ. Phần này thì chắc chắn là chủ xe dán thêm cái phần này vào xong. Hình như là chủ xe dán thêm vào cái phần này. Đây là cái phần dán thêm giả carbon đấy ạ. Rất là nhiều người thích dán cái kiểu giả carbon đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đây ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Táp bi rất là đẹp rồi. Ốc bản lề này, ốc bản lề còn nguyên hết. Nội thất rất là đẹp. Rất là mới. Và đây là cái phần cốp sau đây nhá, quý vị và các bạn, cốp sau hay còn gọi là cửa sau, cũng như là cái ba đờ sốc sau thì tôi sẽ quay và giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn thấy được là nó còn nguyên bản ạ, chưa bị đâm đụng gì ạ. Đầu tiên là phải xem cái ốc này. Đây là cái ốc đây ạ. Ốc cốp sau nhá. Ốc cốp sau mà còn nguyên như thế này. Đây là ốc cốp sau còn nguyên và còn mới nguyên như thế này. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn đây ạ. Đấy. Ốc cốp sau còn nguyên này. Keo chỉ còn nguyên hết như này này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì vì phía sau. Không những là chưa đâm đụng nhưng mà nó còn rất là mới đây, quý vị các bạn xem đi. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi không có dọn dẹp gì đâu ạ. Đấy, không có dọn dẹp gì mà nó đẹp như thế này đây ạ. Và đây là những cái phần mà đấu thêm, mà chủ xe lắp thêm cái camera lùi đây, cái dây điện để đấu thêm cái camera lùi xuống ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, phần cốp rất là sạch sẽ luôn này. Phần cốp thì sạch sẽ hay không là, thứ nhất thưa với quý vị và các bạn, đây là do chủ xe đã lót thêm một cái tấm thảm sau bằng cao su. Tôi đang tháo ra để nhà đấy, chứ còn có một cái tấm thảm sau bằng cao su cơ. Rất là đẹp. Và đây là cái phần lốp sơ cua. Lốp sơ cua cũng như là bộ kích đồ nghề đây, đầy đủ hết luôn đấy ạ. Nguyên bản của xe là còn nguyên đấy, và lốp sơ cua còn rất mới. Đấy. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ đây ạ. Tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn luôn là keo chỉ còn nguyên đây ạ. Keo chỉ còn nguyên. Táp bi rất là đẹp. Táp bi rất đẹp này. Ốc bản lề này, ốc bản lề cũng còn nguyên đây ạ. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất là sạch sẽ luôn. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi không có dọn dẹp, mới có gọi là rửa ráy hút bụi qua đi thôi. Nếu như mà tôi dọn dẹp sạch sẽ thì đây là những cái vết bẩn đây quý vị các bạn nhé. Đây là những cái vết bẩn thôi. Nếu như mà dọn dẹp thì nó sẽ sạch dẹp đi rất là nhiều. Tôi để nguyên cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết. Cam kết với quý vị và các bạn không mất một phân keo chỉ nào cả. Mỗi một phân keo chỉ nếu mất, quý vị và các bạn phát hiện nếu mất một phân keo chỉ nào được, tặng cho quý vị và các bạn 10 triệu luôn một phân đấy ạ. Đối với quý vị và các bạn, nội thất rất là đẹp luôn.
rất là mới. Chủ xe cũng đã rất là cẩn thận lót sàn da rồi. Nhìn rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến hành vào cái khoang nội thất để xem cái option của xe. Đây, thưa với quý vị và các bạn này, chiếc xe đây, vô lăng cần số còn rất là đẹp. Đấy, vô lăng rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chủ xe đã lắp thêm một cái màn hình Android. Màn hình Android này cực kỳ chất, rất là nét. Quý vị và các bạn xem đây, tôi đang mở YouTube, rất là nét. Tích hợp camera lùi rồi, giải trí thông tin đa phương tiện ở trên cái màn hình này. Màn hình này thì quý vị và các bạn thấy nó không khác gì một cái máy tính bảng của quý vị và các bạn đấy ạ. Đầy đủ các chức năng như một cái điện thoại hoặc một cái máy tính bảng, Bluetooth này, nhạc này, bản đồ này và YouTube, đặc biệt là YouTube. Đặc biệt là YouTube này để chúng ta có thể xem giải trí đầy đủ các tính năng. Những lúc mà chúng ta có thể đi chơi xa hoặc là chúng ta có thể ngồi chờ đợi ai đó ngồi trong xe mà xem giải trí những cái này cho nó nhanh hết thời gian thì tuyệt vời đấy quý vị bạn ạ. Vô lăng cần số đây, đây là cái cần số còn rất là mới. Điều hòa đây ạ, đây là cái cụm điều hòa. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, YouTube. Đấy, tôi lại mở tiếp cho quý vị bạn xem. Rất là nét luôn, quả thật là tuyệt vời. Cái màn hình Android, màn hình to luôn đấy ạ, xem rất là thích ạ. Kể cả ngồi sau này xem cũng rất là rõ luôn, rất là thoải mái luôn đấy ạ. Và đặc biệt là đã có được tích hợp cả camera lùi. Lúc nãy tôi cho quý vị bạn xem cái camera lùi ở bên ngoài rồi, bây giờ tôi sẽ vào số lùi cho quý vị và bạn cùng xem. Đấy, camera lùi cũng rất là nét luôn. Màn hình to, camera lùi rất là sắc nét luôn đấy ạ. Rất là tuyệt vời. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn có thể kết nối Zalo để chúng tôi tư vấn qua Zalo luôn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Bây giờ sắp đến Tết rồi, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là Tết. Nếu như anh em nào mà muốn mua chiếc xe này về chạy dịch vụ kiếm tiền thì đây cũng là cái thời điểm mà rất tốt đấy ạ. Bỏ ra tiền thì thu vốn về cũng nhanh thôi. Cũng như cái phần đầu video tôi giới thiệu với quý vị các bạn, đây là chiếc xe phiên bản sedan 1.2 số sàn, tức là Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc xe Grand i10 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, và cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn ở chiếc xe này đó chính là thứ nhất là ốc cabo nguyên bản đã này, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ còn nguyên bản này, ốc cabo nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản như thế này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên nó mới còn nguyên bản thế này. Từ những cái nước sơn này đến những cái dập keo của nhà sản xuất đấy ạ, tem đến cái cabo này cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Và tất cả các ốc đây thưa với quý vị bạn nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Chấm sơn đánh dấu của nhà sản xuất cũng còn nguyên, ốc tai cũng còn nguyên hết ạ. Rất là đẹp luôn, tất cả còn nguyên bản và cái máy móc rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi mua về trong buổi chiều ngày hôm qua là chúng tôi không có dọn dẹp gì cả, tôi đã phát trực tiếp luôn. Và chiếc xe này đến máy móc chúng tôi cũng không dọn cơ ạ. Tôi có lau qua về cái phần bên trên cái nắp máy này. Đấy, cái phần nắp máy và cái phần nhựa bên trên này thôi. Chúng tôi lau, còn cái phần bên dưới này là còn nguyên này này. Bên dưới thì tôi không thể lau được cho nên là nó còn nguyên đấy. Phải nói là rất mới để kiếm một chiếc xe Hyundai
i10 số sàn mà được mới, được đẹp như thế này thì không hề đơn giản đâu ạ. Không dễ đâu thưa quý vị và bạn ạ. Vì ở cái phân khúc này, phần lớn những chiếc xe ở cái phân khúc i10 số sàn này thì là chạy dịch vụ ạ. 99% là chạy dịch vụ. Cho nên là để kiếm được một chiếc xe mà nó còn đẹp, còn mới như thế này thì không hề dễ đâu thưa quý vị và bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 số sàn này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc quý vị và các bạn có thể kết bạn Zalo để chúng tôi tư vấn trực tiếp đấy ạ. Chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp trên Zalo, hoặc mời quý vị và bạn có thể qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán ra với giá là 286 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.